đây cả nhà ơi, đang chuẩn bị bắt con ong chúa đây. Ơi, hồi hộp quá. Ơi. Đây. Con ong chúa nó ở trong này luôn à? Nó ở trong tổ luôn. Trong tổ luôn. Anh em đã bao giờ nhìn thấy con ong chúa chưa? Mình thì chưa bao giờ mình nhìn thấy con ong chúa nhá. Rất là hồi hộp luôn. Dũng cảm lắm ấy, đứng máy này cầm để quay cho anh em xem đây. Ôi rồi. Ôi. Hai vị. Hai vị. Ong chúa nó sẽ to hơn đúng không anh? To hơn đây. Anh đâu? Đánh dấu ở đây. Đâu nó đâu? Con đánh dấu trên lưng màu à, con đánh dấu trên lưng này màu xanh xanh đây này, nó có ong chúa đây cả nhà. Ôi. Ôi ơi to nhờ. Sau đây này có màu xanh đây anh. Anh đánh dấu để cho nó dễ tìm à? À anh đánh dấu màu à? À rồi rồi. Đây. Đấy, nó dài hơn con ong thợ này, đen hơn này. Con ong thợ này thì là cánh nó dài đến đít. Còn con ong chúa này cánh nó chỉ dài đến nửa phần thân thôi. À rồi rồi. À cánh nó ngắn hơn đúng không? Cái này cái con ong này này, con ong bay to to này. Ừ. Và con ong nó chuyên ra để bắt ong mật này. Nên là phải đánh nó đi này. Con ong đất đúng không? Con ong bò vẽ. Bò vẽ. Đấy. Đây. Ôi dồi ôi, cả nhà ơi. Con ong chúa này. Nó không ở yên một chỗ à, nó đi đâu nó, ấy? Nó đi tìm, nó đi lanh quanh để tìm chỗ đẻ đây này. Đây, 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 đây là nhộng của nó này. Đâu, nhộng đâu? Nhộng đây. À, à. Đây rồi, ghê quá. Tìm chỗ đẻ. À. Đây, nó đang cho đầu, nó đang ăn này. À, nó đang ăn đấy. Ủa, giỏi đấy. Con này thỉnh thoảng anh có thể bắt ra để bôi thuốc cho nó làm gì không? Không. À. Chỉ lúc nào cái mực này nó mờ này mình muốn tìm nó dễ thì là mình lại tìm con ong chúa mình đánh dấu lại. Đây cái này là phấn hoa này. Phấn hoa. Phấn hoa để cho nó ăn thì là cái mùa này nó hoa nóng quá nó không có phấn. À. Đây nhộng của nó này, con cái này sau này sẽ nở thành thành con ong non này. À ong non. Còn con ong thợ này. Đây này con ấu trùng của nó này hình chữ C này trắng trắng này. À ấu trùng đấy đúng không? Đây, 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 trắng trắng đấy cả nhà nhìn thấy chưa? Con chân chân đâu nhỉ, nhìn không có nhìn thấy trứng nó quay trứng á. Trứng á, nó là trứng á. À. Đây. Trứng gì nhỉ? Có mấy quay vào trong ô lăng nhìn không? Khu vực à, này này. À, có kìa mọi người nhìn trứng đây nhá. Nhìn anh để yên đây em quay cho. Đây đây đây. Trứng nó là cái trứng trắng, trắng ở trong bằng cái đầu kim ấy, bằng đầu kim trắng trắng trông nó như kiểu con giòi bé bé đây này. Chỗ này này mọi người nhá. Đây 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 đây. Ui được rồi, khu vực này, khu vực này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con nó nở đây, đây là con ấu trùng trắng trắng như đầu kim thôi. Ừ, đúng rồi. À. Đây có hai vỉ đấy. Bình thường cái hộp này là mấy vỉ đây anh? Như cái mùa này đói ăn thì chỉ cần hai cầu này thôi. Hai cầu. Còn khi đến mùa tháng 9, tháng 10 âm lịch thì nguồn phấn nó bắt đầu nó có thì bắt đầu là đàn ong nó sẽ phát triển mạnh lên, mình có thể lên 3-4 cầu. À. Không là mình lại chia ra. Thời gian đấy là mình sẽ chia đàn ra để mình lấy số lượng đàn. À. Xong rồi tầm đến tháng 3, tháng 4 dương lịch ấy thì là thời gian đấy hoa nhãn thì là mỗi đàn nào nhiều thì là tầm 5 cầu, nếu không có 3-4 cầu thì khai thác chất lượng mật sẽ cao. À, năng xuất mật sẽ cao. Ok. Đây mỗi cái này gọi là một cầu đúng không anh? Ừ. Đấy, anh đang bắt con ong bò vẽ. Kìa. Đấy, anh biết dùng tay anh bắt con ong bò vẽ. Con này là chuyên đi vào trong để ăn thức ăn của con ong. Không, con này là nó ăn, nó con nào bay qua là nó bắt con ong mật này để nó ăn này. Nó ăn thịt luôn con ong. Ăn thịt ong đấy. Ừ. Chứ không phải là nó vào trong tổ này nó ăn mặt nước. Con này nếu mà nó vào trong tổ nó sẽ bị các con ong thợ cắn chết đúng không? Nó vây nó cắn chết. À. Nhưng mà nó cắn chết được thì nó cũng phải cắn được chục con ong thợ. À kinh nhờ. Đây ong nó tất nhiên nên nó có đốt đâu. Đây này cả nhà ơi, ong ấy thì sẽ nó rất là kỵ với khói này. Đây là anh ấy đang nhóm một tí này, anh ấy đi kiểm tra các ổ ong. Đàn ong có vẻ rất hung dữ nhờ khói này. Thôi cẩn thận anh ơi, thổi vừa thôi. Đấy, đàn ong nó thì rạt xuống nó có khói nó không đốt nữa. Ừ.
anh ấy vừa cầm cái cúng khói này anh đi kiểm tra tất cả các tổ ong. Khói cái là ong nó khắc bó xuống này. Ừ. Khói cái là nó hiền luôn đúng không? Hiền luôn, không có nào đốt nữa. Đúng rồi. Dưới vườn kia kìa, cả nhà anh thấy có rất là nhiều tổ ong của nhà anh ở đây nhá. Đấy. Cái thanh đấy nắp vào để làm gì? Để nó cho ong nó đỡ bò lên, nó chỉ có một đường này bò lên để nó ăn phấn rồi. Nếu như mà mình không cho ăn phấn này, thời gian phấn rồi mình nên kẹp công thức vào đây để ong nó tập trung vào khu vực này, nó không lên ra ngoài. Ừ. Thế cái phấn hoa này là mình phải tự bôi vào à? Mình bôi vào cả bột đậu tương nữa. Bột đậu tương á? Mình bơm vào bột đậu tương này, phấn hoa này, đường này. Thì để cái mùa này khó khăn, thiếu mật thì có thiếu mật một tí thì mà có phấn thì con chúa nó vẫn đẻ. Nếu như mà không có phấn này là chúa nó ngừng đẻ luôn. Không có phấn là chúa ngừng đẻ. Tại vì cái lượng cái con ấu trùng đấy, thức ăn chủ yếu của nó là phấn hoa. Thế mình có cái máy để mình lấy mật không hay là mình phải thủ có, công? Có nhưng mà anh tay. Lại không, không để ở đây. Cái lắp này nó rất là nhiều ong trên này, xong làm ong ấy nó đậu trên này à? Nó đậu lên tại vì nó nóng quá. Nóng quá. Một số cái đặc tính của loài ong này nó như nào nhỉ anh? Như cái mùa nguồn dồi dào thức ăn thì là nó gần đây thì chỗ nào gần thì lấy, nhưng mà đến cái mùa khó khăn như mùa này thì nó tầm bay được tầm 2 đến 3 km. 2 đến 3 km. Buổi sáng thì mấy giờ thì nó ra nó đi kiếm ăn? Như mùa này là nó tầm vào bây giờ những cái hoa thì nó nở sớm, với cả nó nắng quá nó không đến khi nắng quá là nó hết phấn thì tầm khoảng là 4:30-5 giờ là nó đã đi lên nó đi làm rồi. 4:30-5 giờ. Tầm đến 8 giờ là nó lại nghỉ rồi. 8 giờ sáng. Tại vì nó nắng quá. Đây này, tất cả các tổ ong ấy thì có các con ong thợ khác nhau, nhưng mà không bao giờ con ong nó bị nhầm tổ nhá. Đấy là một cái trong những cái đặc tính của loài ong như thế. Nó không bao giờ bay vào nhầm tổ, mà nó mà bay vào nhầm tổ thì sẽ bị các con ong khác nó đốt chết đúng không anh? Vì đúng rồi, vì mỗi tổ là nó có một mùi khác nhau do pheromone do con chúa nó tiết ra. Con chúa nó tiết ra một mùi đặc trưng khác nhau. Đấy là gọi là cái pheromone của nó. Con chúa non thì là cái pheromone của nó cao, con chúa già thì là cái pheromone của nó sẽ kém đi. Và cả nhà ấy, riêng ong nhá thì một tổ không bao giờ có hai con chúa. Có chứ em. Đây em xuống đây em quay cho em một tổ hai chúa này. Có một tổ hai chúa luôn. Có nghĩa là đấy là chúa, gọi là chúa kế ngôi. Chúa, thì đấy thì em đang nói là nếu mà con chúa con kia mà ra đời thì nó sẽ con kia chuẩn bị chết đúng không? Có nghĩa là cái con chúa già đấy là nó quản lý đàn ong của nó kém rồi thì là nó sẽ sinh ra một con nữa là để kế ngôi con đấy. Nhưng mà hai con đấy nó chỉ sống với nhau được tầm được vài tháng thôi, xong là con chúa già nó sẽ bị ông thợ nó đuổi ra ngoài cắn chết. Thế à? Thế là nó vô ơn bội nghĩa quá nhỉ anh nhỉ? Đây xuống cái này. Anh xử lý cho em con này. Đừng. Con rùi vàng đâu. Ui. Đây cả nhà ơi, mình sẽ vào tham quan vườn ong. Gọi là vườn ong nhỉ anh nhỉ? Đây là cái đàn này một chúa rồi này, nhưng mà nó làm chúa cái ngôi nhưng mà chúa chưa nở. Đang làm chúa cái ngôi rồi đúng không? Đây cái đàn ở dưới này là con chúa này đã đi trong khối và đã để hai con vẫn ở với nhau. Ôi ôi, đây nhiều tổ ong quá cả nhà ơi. Vườn ong kết hợp với vườn ổi. Vườn ổi. Tại sao lại kết hợp thế, nó có tác dụng gì không anh, hay là nó chỉ là tác dụng là che bóng mát. Che bóng mát. Và hoa ổi thì nó có phấn. Nên là ong cũng lấy được phấn hoa ổi. Đây là cái tổ mà đang có hai con chúa cùng một đất nước có hai vua. Một đất nước có hai vua đây. Đấy. Đấy là có khói cái là ong nó sẽ giạt xuống không đốt. Tổ này ra là để hơi kém rồi. Bình thường một tổ này có đây con chúa này, một con chúa này. Đâu anh?
từ để cho nó bò sang bên này đó. Đâu rồi nhỉ? Bạn nhìn sang kia là con bò góc. Đây. À, con chúa đây rồi, màu đây, xanh này. Đây là một con nhá. Con này chắc con già đúng không anh? Con này con non. Con này con non à? Con non thì bao giờ màu nó cũng thế đen hơn. À. Con già thì dần dần nó sẽ màu nó sang màu xám xám dần, xám xám dần. Lưng màu vàng. Đây nó đây, đây nó ở thành thùng rồi. Thành thùng á. Đây phải đắt. Đây nó đang bò lên này. Đây là anh bắt luôn à? Bắt thả đây. Ui giời. À, đây là con màu vàng, đây là con ong già, ong chúa già. Con này là mẹ của con chúa kia. Mẹ đấy, con chúa kia. Nhìn con này nó sẽ màu nó xám xám, là con chúa nó màu vàng, già già rồi. Thế à? Đấy. Một thời gian nữa thì con già này nó sẽ bị các con ong thợ nó cắn chết đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì nó sẽ chỉ nghe lệnh của cái con ong con chúa chúa con chúa trẻ thôi, đúng không? Con chúa này nó giao phối ở đâu anh? Nó giao phối ở bên ngoài. Bên ngoài tự nó đi à? Có nghĩa là nó sẽ bay ra ngoài. Nó nở tầm được 4 đến 5 ngày từ khi nó nở ra thì bắt đầu là nó sẽ đi giao phối. Tầm nở ra được 2-3 ngày là nó bay ra ngoài tập bay. Tập bay để định hướng cửa tổ này. Tập bay đấy để cho nó khỏe cánh nữa, xong là đến ngày thứ 4 thứ 5 nó bắt đầu nó đi giao phối. Nó đi giao phối tầm vào khoảng cứ đầu giờ chiều. Là thời gian đấy những ngày thời tiết đẹp nắng. Cái mùa này giao phối tỷ lệ nó thành công rất là thấp vì là nó có nhiều thiên địch, ví dụ chuồn chuồn này, ong rừng này, nhiều nhất là nó hay bắt, nhưng mà lúa giao phối mùa này nó hay bị mất. Đối với lấy mật ong này thì mọi người phải làm rất là nhẹ nhàng, khẽ nhỉ, tránh kích động. Cái này nhẹ nhàng, nó cũng nhẹ nhàng là nó mạnh, là nó con ong nó hay hung dữ. Đây cái tông của cái thốt này để nó tránh nóng cách nhiệt. Tránh nóng cách nhiệt. Cái ổi xung quanh này là nó vừa có bóng mát để cho ong nó mát, với cả có hoa này. Thì là nó cho ong lấy mật đúng không? Nó vừa thụ phấn tốt cho cây trồng. Và nó có nguồn thức ăn là nguồn phấn. Okay. con chúa này nó đi giao phối thường thường là nó giao phối từ 20 đến 30 con đực. Thế á? Con ong đực giao phối xong là chết luôn. Con ong đực giao phối xong là chết luôn. Chết luôn. Có nghĩa là cái giao tử của con ong đực là nó dính luôn vào cái lọc, vào không lọc mà gọi là cái giao tử. Nó dính luôn vào người con của đít của con ong chúa, xong nó đứt luôn, đứt là chết luôn. Con tử chết luôn. Hay quá nhỉ. Thế thì con ong đực ấy chỉ được giao phối một lần nhỉ? Giao phối một lần thì nó không như con người. Hôm nay mình mới biết là con ong đực ấy nó giao phối một phát chết luôn, một phát là chết luôn cả nhà. Nó không được như người. Thú vị quá, nó đánh đổi quá nhiều luôn nhỉ. Đánh đổi quá nhiều, nhưng mà nó chỉ sống được có mấy chục ngày, nên là nó đánh đổi như thế là nó duy trì được cái loài giống của nó. Nó chỉ sống, còn bình thường quá trình một con ong nó sống được có mấy chục ngày đấy á? Từ khi nở ra, nếu như cái mùa này con ong thọ thì chỉ sống được tầm 40 đến 45 ngày thôi. Con ong từ khi nó nở ra là nó có nhiệm vụ làm luôn rồi.
nở ra đã làm luôn. Có nghĩa là nó từng lứa tuổi là nó đã phải làm lao động, nở ra cái là nó phải nó đẹp vệ sinh cái lỗ ô lăng của nó nở ra đấy. Ừ. À, mới cả xong là nó 1-2 ngày đầu là nó nghỉ ngơi để nó hoàn thiện nó cái cơ thể, xong là đến ngày thứ 2, thứ 3 nó bắt đầu là nó cho ấu trùng tuổi lớn ăn, là nó lấy phấn hoa mật ong trộn để cho ấu trùng tuổi lớn ăn. Xong là đến ngày thứ thứ 3 đến ngày thứ 6 là bắt đầu là nó có tuyến tuyến sữa, thì là nó tiếp sữa để cho ấu trùng tuổi nhỏ ăn. Xong là 6 đến 12 ngày bắt đầu là nó mới có tuyến sữa phát triển, thì là nó mới tiếp sữa. Còn 3 đến 4 ngày tuổi là nó cho ấu trùng 1-2 ngày tuổi ăn, xong là đến từ ngày đến 12 đến ngày thứ ngày 18 là tuyến sáp phát triển, là bắt đầu là nó tiếp sáp để xây tổ. Okay. Bắt đầu từ ngày 18 đến đến hết cuộc đời là bắt đầu nó đi lấy phấn, lấy mật. Xong là đến từ 18 đến 40-45 ngày tuổi đấy, thì là nó đi lấy phấn, lấy mật. Và những con ong già thì lúc ấy nó không bay, thì nó già rồi thì nó ở nhà bảo vệ cửa tổ, canh gác cửa tổ đấy. Mới cả đi lấy nước. Thế là hết vòng đời của nó. Hết vòng đời nó. Vòng đời của con ong này nó lấy được một muỗng cà phê mật ong. À, một con ong được một muỗng cà phê. Một cái muỗng bằng ngón tay này. À. Đấy. 2002, 2003 anh đã nuôi ong rồi. Lúc đấy là mới học lớp 4, lớp 5 bắt đầu bảo vệ nuôi ong. À, thế là lúc 4, lớp 5 là anh đã tìm hiểu về đặc tính của loài ong rồi. Lúc đấy là chỉ có nuôi ong theo truyền thống. Còn bây giờ là nuôi ong, đây là nuôi ong theo kỹ thuật. Được. À, cái này thì mình chắc là tham khảo rất là nhiều các... Đúng rồi, cái này là mình tham khảo ở trên mạng này, đi xem các trại ong lớn để mình học hỏi kinh nghiệm. Và trong quá trình nuôi thì mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm. Với bắt đầu nuôi ong thì đi theo các anh hay các chú bắt ong thì là mình không biết gì về con ong cả, thì là thấy con ong nó đậu người thì mình đánh chết. À, thế là do lúc đấy mình không biết đậu người, chỉ sợ đốt nên là đánh chết, xong là mình bị ong đốt rất nhiều. À, tại vì khi con ong nó chết thì là nó có cái mùi tiết ra, cái mùi nọc của nó, thì là đây là cái mùi mà đàn ong nó ngửi cái mùi này là nó sẽ biết là đàn ong của mình bị tấn công. Ừ. Thì là đàn ong khi như thế này là đàn ong nó sẽ tấn công mình, đốt mình rất nhiều. Từ lúc đấy là mình rất thích con ong, thì bắt đầu là mình bắt đầu tìm hiểu và nuôi. Và thì là nuôi lúc đấy là theo truyền thống là mình cắt, là khi mình cắt hết cả bánh mật mấy cả ong non đi thì là nó sẽ sau một thời gian là nó không còn cái gì nữa, thì con ong nó sẽ bị bỏ đi, nó nghĩa là nó di chuyển di cư đi nơi khác để nó ở. Cảm ơn anh Kha đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị của mình nha.